Rồi ok, và ở thời điểm hiện tại Mỡ đã sắm cho mình đó cái là cái thương thần long rồi. Cầm được cặp đôi móng vuốt HH và thương thần long thì cái khả năng bắn của Mỡ nó đang được cải thiện đến đáng kể. Và chưa hết nha, cái con Iritail này này, cái con Iritail này nó cũng là một trong những cái vị tướng xạ thủ đã được gọi là tăng sức mạnh, đã được điều chỉnh lại sức mạnh ở bản cập nhật hiện tại. Khi mà Muntun nghe thấy rằng cái chiêu cuối của Iritail hồi quá lâu, nên Muntun đã khiến cho cái chiêu cuối này của con Iritail nó hồi nhanh hơn rất là nhiều. Rồi anh em để ý đến cái chiêu cuối của Iritail nhá, anh em nhìn này, 24 giây. Nhưng trong lúc đó thì chiêu cuối đang hồi và Mỡ đang bắn thân nỏ, tức là chiêu cuối chỉ hồi có mấy giây mà thôi. Và trong lúc đó thì cái nội tại của cái thương thần long được kích hoạt giúp Mỡ truy đuổi kẻ địch là rất nhanh. Như anh em có thể đang nhìn thấy rất ngon. Chiêu cuối của Iritail kìa, nó chỉ hồi 8 giây, 7 giây, 6 giây rất nhanh. Và ui sổ ôi, đưa Mỡ vào lâu này thì ngài làm gì, Mỡ có cung cơ mà. Và anh em nhìn này, có móng vuốt hát giúp Mỡ bắn hồi máu là rất nhiều, như anh em có thể nhìn thấy. Và chiêu cuối của Mỡ lại hồi rồi, cùng với đó là đang dùng sát thương, vào đó là cái vị tướng gà tốt cà cà. Vâng, Aatrox với chiêu quy không khác gì Reven 2.0. Tuy nhiên sau đó họ đã thay đổi cách gọi, vì Aatrox không còn là con tướng nữa, hắn ta là con quái vật ở khu vực đường trên. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và anh em ạ, ở mùa giải thứ 29 trong cái bản cập nhật ngày hôm qua ấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng rất rất nhiều những cái sự thay đổi về những cái vị tướng. Và đặc biệt ở đây là đến từ set trang bị, khi mà chúng ta thấy được rằng có sự xuất hiện của rất nhiều những cái món đồ ngon ở thời điểm hiện tại đã được đưa vào game, cùng với đó là những cái món đồ cũ đã được chỉnh sửa. Và một trong những cái món đồ mà anh em cần quan tâm ở thời điểm hiện tại đó chính là cái thương thần long, cái món trang bị của Tử Long, tức là vũ khí của Tử Long bây giờ đã được đưa vào làm một cái món trang bị rồi. Và cái thương thần long này được cộng những cái chỉ số rất ngon, như là 70 sát thương vật lý, 10% giảm thời gian hồi chiêu và 20% tỷ lệ chí mạng. Nghe tôi là đã thấy là những cái vị tướng mà có khả năng chí mạng cầm rất là ngon, đúng không anh em? Vậy thì ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em gameplay về một trong những cái vị tướng xạ thủ lên chí mạng cực hợp với món trang bị thương thần long, đó chính là xạ thủ Iritail anh em ạ. Ok, hợp ở chỗ nào và tại sao lại lên thương thần long cho Iritail thì anh em hãy cùng gọi là Mỡ đến với video clip này nhá. Thì đầu tiên anh em hãy cùng gọi là hướng đến cái bảng ngọc của Iritail Mỡ dùng ở trong cái trận đấu này. Bảng ngọc với cái điểm là tài năng đầu tiên là linh hoạt, điểm tài năng thứ hai là cao thủ vũ khí, và điểm tài năng thứ ba là bước chân thần tốc, giúp cho Iritail có thể vừa tấn công vừa di chuyển để mà thả diều là rất nhanh. Và kèm theo đó là có một chút khả năng hồi máu nữa. Và set trang bị của Iritail, nếu anh em nhìn ở góc dưới bên trái, anh em đã thấy được có một cái sự khác biệt rồi đúng không? Bây giờ Iritail sẽ không lên những cái món trang bị quen thuộc như là trảm phong kiếm hay là cái kiếm huyết linh nữa. Mà bây giờ Iritail ngay từ giai đoạn đầu game anh em phải lên cho mình đó là cái móng vuốt HH. Bởi vì cái móng vuốt HH này nó cho con Iritail không chỉ là sát thương và khả năng hút máu giống như ngày xưa đâu. Mà bây giờ cái móng vuốt HH đã được đổi thành phần rồi. Bây giờ móng vuốt HH nó sẽ cho cái con Iritail này 30 dam, cho thêm tốc độ tấn công và kèm theo đó là tỷ lệ chí mạng. Và nếu như mà cái con Iritail này nó chí mạng thì nó sẽ được tăng tốc đánh, nếu như Mỡ nhớ không nhầm. Nói chung cái món móng vuốt HH bây giờ nó giống như là một cái món đồ trợ công vậy. Khi mà cái lực tấn công của cái móng vuốt này nó chỉ có thêm khoảng tầm chừng là 30 dam thôi, nhưng mà những cái chỉ số bổ trợ cho những cái vị tướng chí mạng nó là cực kỳ ngon ăn luôn anh em ạ. Đấy, vì thế cho nên nếu như mà anh em lên cái móng vuốt HH cho Iritail cũng như là những cái vị tướng xạ thủ khác ở giai đoạn đầu game thì nó lại rất khỏe. Bởi vì thay vì anh em lên trảm phong kiếm hay là cái chiến dịch berserker ấy, là hai món đồ lớn đúng không, thì anh em hoàn toàn có thể cầm cái móng vuốt HH này để có những cái tình huống mà trao đổi chiêu thức, thậm chí là lời máu. Bởi vì móng vuốt HH là để hồi máu mà anh em. Đó là cái món đồ đầu tiên anh em cần phải quan tâm. Món đồ thứ hai mà anh em cần phải để ý đến đó chính là cái thương thần long, như Mỡ có chia sẻ với anh em rồi. Thì tại sao cái thương thần long với cái con Iritail này nó lại là ngon? Bởi vì thứ nhất ý, là cái thương thần long nó sẽ được kích hoạt khi mà vị tướng của chúng ta dùng chiêu cuối, anh em hiểu không ạ? Cái nội tại của thương thần long ngoài việc cho 70 đam sát thương vật lý, 10% giảm thời gian hồi chiêu với cả 20% tỷ lệ chí mạng đấy, là nó sẽ cho cái con tướng của chúng ta có được thêm một cái nội tại riêng của cái thương thần long này khi mà chúng ta sử dụng chiêu cuối, đó chính là tăng tốc độ di chuyển để mà thả diều. Ê, cho nên là
Cái con Iritel này cầm cái thương thần long là cực ngon. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì sức mạnh khi mà dồn sát thương đến từ cái con xạ thủ Iritel này này là nó nằm ở cái chiêu cuối. Kích hoạt chiêu cuối là Iritel sẽ rơi vào trạng thái thần nỏ. Như anh em có thể đang nhìn thấy, vị tướng xạ thủ này thay vì bắn ra 3 phát đạn nhỏ như anh em có thể đang nhìn thấy, bình thường là bắn ra 2, còn khi mà đủ cây nội tại để mà cường hóa thì bắn ra 3. Thì khi đó Iritel sẽ có được cho mình đó là một cái tình huống gọi là vừa tấn công vừa di chuyển. Ây da, bị bớ đến từ vị trí của Jin rồi. Jin lên bớ bỡ anh em ạ. Trận đấu này Jin bên phía của team bạn quan tâm mỡ rất là nhiệt tình. Và anh ta đã có một tình huống anh ta chơi giống như là mỡ vậy. Anh ta có một cái pha gọi là đảo đường lên, đảo đường xuống, đảo đường tới, đảo đường lui. Và thậm chí ở đây là có cả chiêu cuối đến từ vị trí của Isir, Diir luôn. Rất may là team bạn có được cho mình đó là cái vị tướng này thì mỡ không ngán là mấy. Bởi vì sát thương đến từ Isir thời điểm hiện tại là cực phế và không đáng để quan ngại anh em ạ. Ôi, Gatot, ui, Gatot nhảy dưỡng sinh tại chỗ. Vâng, anh ta nhảy tại chỗ sau, anh ta bị một phát bắn bồi đến từ vị trí của Tô Mỡ và anh ta lên bảng điểm số. Mỡ đã có được cho mình đó là cái mạng thứ 3 trong cái trận đấu này rồi. Vâng, như anh em có thể đang nhìn thấy là cái con Iritel này, đây là một trong những cái chất tướng xạ thủ mà cực kỳ ngon để lên thương thần long. Thì khi mà anh em đã có cái thương thần long này rồi thì anh em sẽ lên những cái món trang bị khác như là cái chiến dù berserker hoặc là cái cung thần phong. Tại sao trận này lại phải lên cung thần phong? Bởi vì team bạn có hai vị tướng đấy, Jin là 1, Saber là 2. Hai vị tướng sở hữu được cái nguồn sát thương vật lý rất lớn, cho nên là mỡ sẽ phải lên phải lên cung thần phong để mà có được những cái tình huống gọi là phòng ngự những cái vị tướng này. Nhưng ở đây là có đi ẻ này. Úi dồi, đi ẻ. Làm sao bắn được Iritel bạn ơi? Và ở đây lại có đó là cái vị tướng Gatot Kaka, anh ta bị làm chậm đến từ Valier và cho dù bật phản kích anh ta cũng đã phải lên bảng điểm số. Anh em nên biết rằng là cái con Iritel này này, khi mà anh em cầm cái móng vuốt HS mới nhá, là cho dù cái địch bật phản kích thì chúng ta cũng không quá là ngán. Bởi vì bản thân móng vuốt HS nó là một cái món trang bị hồi máu mà anh em. Thì thật sự phải nói với anh em, mấy năm chơi Mobile Legends rồi, chưa bao giờ mỡ nghĩ đến cái thời điểm mà chúng ta phải coi tầm lên đầu tiên đó là cái móng vuốt HS. Đấy, nhưng bây giờ thì cái móng vuốt HS nó đã được chỉnh sửa về bộ kỹ năng và nó đã được sử dụng rất là ngon nghẻ, trẻ khỏe rồi anh em ạ. Ok, thì ở trong trận đấu này team bạn đang có Saber đi đường dưới và kèm theo đó là Jin đi rừng. Jin anh ta đang có được những cái tình huống đi gank rất là năng suất và nhiệt tình. Tuy nhiên anh em nên nhớ rằng là gank cái con Iritel này, ui, Jin 4 mạng rồi anh em ạ. Gank cái con Iritel này mà không bớ được nó thì lát nữa nó thả diều cho thì tụt quân. Trận đấu này mỡ cầm rất nhiều những thứ bổ trợ cho tốc độ di chuyển của mỡ và kèm theo đó là mỡ còn cầm cả cái phần bổ trợ tốc hành cơ. Cho nên là khả năng thả diều cũng như là truy kích của mỡ đang là quá đau. Phía bên này là đang có Lilia. Vâng, Lilia làm gì đấy ạ? À, Lilia hỏa tiễn à? Lilia hỏa tiễn chúng tôi. Ôi Saber. Ui Saber có tao liên trả không ạ? Không, rất may là Saber không có, hoặc là tình huống vừa xong anh ta có. Nhưng chiêu một của anh ta bây giờ mới hồi và như vậy mỡ đã có được cái mạng thứ 6 rồi anh em ơi. Vâng, và trong cái lúc đó thì team bạn đó là cái vị tướng đi ẻ kèm theo đó là Gatot Kaka cũng đã có được một tình huống đẩy trụ thành công và ôi thôi xong rồi. Tôi nhảy thẳng vào ultimate của Gatot Kaka, mặc dù kết liễu đi được Isir nhưng Gatot cũng đã cho mỡ lên bảng điểm số ở trong tình huống vừa xong rồi. Cái quá anh em nhỉ. Đảo thật đấy. Ok, dù gì team bạn cũng có một cái quả tạ đó là con đi ẻ cho nên là mỡ không ngán con tướng này lắm. Nghe nói con Isir này là nó cũng Isir này cũng đã được tăng sức mạnh ở bản cập nhật này rồi. Tăng sức mạnh đến từ chiêu cuối nhưng cá nhân mỡ vẫn nghĩ rằng là cái chiêu cuối đấy vẫn làm cho con Isir vứt vào sọt rác. Đây vẫn là một cái vị tướng không đáng là mua, anh em mua chỉ phí 32.000 BP mà thôi. Rồi ok, ở thời điểm hiện tại mỡ đã sắm cho mình đó cái là cái thương thật long rồi. Cầm được cặp đôi móng vuốt HS và thương thật long thì cái khả năng bắn của mỡ nó đang được cải thiện đến đáng kể. Và chưa hết nha, cái con Iritel này này, cái con Iritel này nó cũng là một trong những cái vị tướng xạ thủ đã được gọi là tăng sức mạnh, đã được điều chỉnh lại sức mạnh ở bản cập nhật hiện tại. Khi mà Muntun nghe thấy rằng cái chiêu cuối của Iritel hồi quá lâu nên Muntun đã khiến cho cái chiêu cuối này của con Iritel nó hồi nhanh hơn rất là nhiều. Một tình huống gọi là ở đây, ôi giật về đến từ vị trí của Lilia, mỡ nhảy lên, anh em nhìn kìa. Chiêu cuối của mỡ hồi cũng mỗi 24 giây thôi, nhưng nên nhớ rằng đây chiêu cuối mỡ chưa học mắc. Và quan trọng nhất là khi mà chiêu cuối của mỡ dùng ý, thì chiêu của mỡ ngay lập tức rơi vào trạng thái hồi chiêu. Và trong khi đó mỡ vẫn đang bắn chiêu cuối dạng thần nỏ anh em ạ. Cho nên là mỡ đang có được một cái cảm giác rằng là bây giờ cái chiêu cuối của con Iritel nó chỉ hồi chiêu có mỗi mấy giây mà thôi, 7-8 giây mà thôi anh em ơi. Và bây giờ thì có lẽ là cái vị tướng Jin này anh ta không còn có thể bắt được mỡ nữa cả. Anh ta đưa mỡ vào lúc này thì ngay như mỡ đã có cung thần phong mỡ mở lên. Và như vậy là Jin đã phải đi bụi lên bảng điểm số. Một tình huống mà Jin muốn bắt mỡ nhưng đó là tình huống mỡ cố tình để Jin bắt. Sau đó mỡ mở cung lên và toàn bộ sát thương đến từ Jin là mất hết anh em ạ. Như vậy là mỡ đã có được mạng thứ 11 ở phút thứ 9 rồi.
một cái thế trận mà có thể nói là cực kỳ xin tránh xanh chín anh em ạ. Và với việc có được cho mình đó là cái set đồ kèm theo đó là cái sức mạnh như thế này thì bây giờ mỡ gặp ai mỡ bắn đấy luôn anh em ơi. Đường giữa kìa, có đó là Saber. Mỡ nói thế thôi chứ mỡ chưa biết Saber nó ulti chưa anh em ạ, chờ nó nhá. Rồi bây giờ thì Saber đã ulti, một tình huống mỡ nhảy lên dồn ra tường, Saber đang bị bắn và Saber lên bảng điểm số. Tiếp đến là mỡ đang bắn vào vị trí của đó là cái vị tướng Lilia. Lilia dùng phân thân của mình giật về, ui nhưng mỡ không làm chậm được Lilia trong cái tình huống này và khiến cho Lilia đào thoát được về thành công. Thôi không sao anh em ạ. Ưu điểm khi mà anh em có thể nhìn thấy mà mỡ lên cái móng vuốt há đi, đó chính là gần như là cái con Irithel này không phải về nhà nữa. Bởi vì là những cái phát bắn của Irithel nó đã có được một cái khả năng hồi máu rất kinh khủng. Và bên cạnh đó Irithel không có mana, cho nên chỉ cần Irithel có máu là cái vị tướng này không cần phải về nhà. Và trong cái bối cảnh cái tựa game Mobile Legends này là không cần phải về nhà cũng mua được đồ, thì anh em chẳng có lý do gì mà anh em cần phải về nhà khi mà anh em đã có được cho mình đó là cái trang bị móng vuốt hát vậy anh em ạ. Ok rồi, để xem nào, team bạn đang tập trung ở đường dưới khá đông. Mỡ thấy có Jin, mỡ thấy có Gaton, mỡ thấy có Isir. Và ở đây Jin muốn bớ vào vị trí của đó là Diggy. Vâng, rất tham vọng, anh ta muốn hạ gục đi được Diggy, những Diggy còn tí máu kìa. Jin chưa hạ gục đi được Diggy, giao tranh đang được nổ ra và Jin không kết liễu. Bây giờ thì Jin đã kết liễu đi được rồi, nhưng tuy nhiên Jin cũng đã lên bảng. Ui anh em nhìn kìa, mỡ mở chiêu cuối lên là cái nội tại đến từ cái thương thần long, nó đang cực kỳ là nhanh chóng. Mỡ bứt ra được khỏi cái chiêu cuối đến từ vị trí của đó là Gatot Kaka và sau đó dồn sát thương hạ gục đi được Lilia. Tiếp đến là Gatot Kaka và sau đó thì chiêu cuối của mỡ hồi ngay lập tức, mỡ đuổi theo và cùng với Cyclops hạ gục đi được đó là vị tướng xạ thủ bên phía của team bạn và mang về mạng thứ 14 của mỡ trong cái trận đấu này rồi. Ôi xanh chín quá anh em ạ. Đầu game thì nghe chừng có vẻ là hơi khổ một tí thôi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại đã là 14 mạng rồi. Và có lẽ là thanh niên Jin bên phía của team bạn là không còn có được cho mình, không giống nổi được cho mình đó là cái sự bình tĩnh nữa. Và anh ta bắt đầu chặn ôn để blame Saber. Đấy, IKW BCB với cả Saber BCBC. Không hiểu nghĩa là gì, nhưng mà có lẽ là cũng trong cái câu nói của anh ta hàm ý là khen mỡ đẹp trai anh em ạ. Ok, rồi à, bây giờ thì khi mà chúng ta đã xanh như thế này rồi thì chúng ta sẽ chủ động ăn đi cho mình đó là cái con bùa đỏ anh em nhá. Cầm lấy cái con bùa đỏ để có được những cái tình huống gọi là chủ động bắn gây thêm sát thương, kèm theo đó là khả năng làm chậm đến từ cái hiệu ứng bùa này. Và đứng giữa anh em nhìn kìa, đứng giữa đang có một cái động thái mà team mỡ đang quét các thành viên bên phía của team bạn, nhưng mà team mỡ ít máu quá và sau đó cũng đã phải lên bàn điểm số mất hai thành viên rồi. Mỡ thấy hình như là có Isir rẽ vào trong rừng, mỡ biết rằng cô ta đang ở đây, mỡ mở cung tân phong lên và Isir sẽ bị lên bảng điểm số mạng thứ 15. Wow, xin được nhắc lại với anh em là mạng này là mạng thứ 15 đến từ một cái con xạ thủ ở thời điểm hiện tại. Thì cá nhân mỡ cho rằng là hai cái món trang bị móng vuốt hát và kèm theo đó là thương thần long đều đang rất ngon với vị tướng xạ thủ Irithel. Và quan trọng nhất là Irithel đã được chỉnh sửa lại đến từ cái chiêu cuối. Bây giờ gần như trong mọi giao tranh Irithel đều có được cho mình đó là cái chiêu cuối. Đấy, hết chiêu cuối xong mà đánh giao tranh mà nhây nhây thêm khoảng độ tầm 50 giây nữa thôi là Irithel lại có chiêu cuối game ạ. Và nó lại nhảy lên đến từ chiêu cuối dạng thần nổ và nó bắn tan nát đội hình bên phía của team bạn. Rồi và ở đây là Gatot Kaka, anh ta đang nhảy vào bụi để anh ta muốn có được mạng của ai đó. Nhưng anh ta nhảy chật lất và cái việc anh ta bật phản kích muộn nó cũng là quá thừa thãi khi mà chắc chắn anh ta đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Vâng, và bây giờ thì mỡ đang cùng với đồng đội của mỡ đẩy vào trong nhà chính của bên phía team bạn. Còn Lilia ở thời điểm hiện tại bên phía của team bạn nó chỉ đạt được 5 bi mà thôi. Cho nên là mỡ đang không quá quan ngại về cái khả năng dồn đam đến từ vị trí của Lilia. Đây anh em nhìn này. Đấy anh em nhìn Lilia đặt bi trông có vẻ là kinh. Mỡ nhảy vào đến từ chiêu cuối dạng thần nỏ và đang bắn, nhưng có vẻ như là sát thương là không đủ. Mỡ tiếp tục lùi ra để tránh sát thương đến từ trụ và sau đó quay người trở lại bắn nhưng không ăn tua, không kết liễu đi được đó là Lilia. Trong khi đó thì Jin anh ta vẫn đang chửi ông Saber đồng đội của mình. Kiếp, chửi nhau làm cái gì, game này chửi nhau đâu có thắng được đâu. Đấy, cùng lắm là chửi miệng như mỡ thôi chứ chat trong game làm gì. Đôi khi chat trong game kẻ địch loại AFK nó phá game anh em ạ. Và đây anh em nhìn mỡ 1-5 này, mỡ nhảy thẳng giữa đôi bên phía của team bạn né đi chiêu cuối đến từ Gatot Kaka và kèm theo đó là mở cung lên và có được cái double kill đến từ vị trí của Saber, kèm theo đó là cái anh chàng Jin mang về mạng thứ 18 của top mỡ trong cái trận đấu này rồi. Vâng, một cái game đầu mà anh em có thể nhìn thấy là rất nhiều mạng hạ gục đến từ cả hai team và mỡ đang là người chơi có nhiều mạng hạ gục gần nhất. Khi mà bây giờ mạng hạ gục của mỡ mà cộng thêm 3 lần hạ gục nữa thôi là mỡ đã bằng mạng hạ gục của team bạn rồi. Để cho anh em thấy được rằng là cái con Irithel này đang rất là xanh. Nhưng tuy nhiên là chúng ta sẽ chưa đẩy được vào nhà trong cái tình huống này rồi anh em ạ. Bởi vì hết lính mất rồi. Và quan trọng nhất là Gatot Kaka bên phía của team bạn và kèm theo đó là Saber cũng đã là ra. Và họ sẽ thủ được nhà trong cái tình huống này. Có Lilia, có Saber, có
có Gatot Kaka, vâng, đang đẩy lùi các thành viên bên phía của team ở đường trên. Và ui dồi ôi, Saber nhảy ra để combo vào vị trí của đó là Cyclops, nhưng combo sai mất rồi. Ui, dựng ulti lên đến từ vị trí của Die, nhưng mà cái ulti đấy thực sự quá phế vật. Nhưng tuy nhiên là vẫn còn chiêu cuối đến từ vị trí của đó là Yin, và Yin anh ta kết liễu đi được mỡ ở trong một đốt nhạc rồi anh em ạ. Thôi không sao, cái việc mà mỡ lên bảng điểm số này nó là điều bình thường anh em ạ, nó bình thường như cân đường hộp sữa. Rồi quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này đi. Khi mà mỡ đang có mặt ở đây, đang là những tình huống tham gia giao tranh, Yin anh ta đưa được ai đó vào lâu đài tình ái, mỡ không kịp nhận ra, nhưng ở phía bên ngoài này thì mỡ sẽ kết liễu đi được đó là cái vị tướng Lilia. Sau đó là ủi một viên vào mặt của Yin, double kill đi từ vị trí của top mỡ. Trong khi đó thì Saber đang ở đường trên, và chắc chắn là cái con rùa này sẽ thuộc về team, quên mất cái con lót này mỡ nhầm, sẽ thuộc về team mỡ ở thời điểm hiện tại. Vâng, bắn rất nhanh, bắn rất lực, và mỡ đang gọi là di chuyển vào hút đi cho mình đó là cái con bùa tím này. Thời gian hồi chiêu đến từ chiêu cuối của cái con Irithel này đâu đấy nó rơi vào khoảng độ tầm 7 đến 8 giây anh em ạ. Quá ngon. Đấy, chúng ta cứ dùng chiêu cuối của Irithel và sau đó chúng ta bắn. Sau khi mà chiêu cuối hết xong thì khoảng độ tầm từ 7 đến 10 giây nữa là cái chiêu cuối của Irithel nó sẽ được hồi ngay lập tức. Và bây giờ thì mỡ đang muốn end game để mà bắn nhà. Mỡ nghĩ rằng trận đấu này đã quá xanh rồi. Ui, Saber. Cái lùmé Saber, có lẽ là Saber tham minh được rằng mỡ mở cung, cho nên anh ta không lao vào mỡ và anh ta lao vào cái vị tướng bên cạnh, và sau đó anh ta đi bụi. Vâng, một tình huống gọi là ép nhà đến từ cả hai đường, đến từ vị trí của team mỡ. Lord đang lên mang theo đợt lính được cường hóa Gatot Kaka, và kèm theo đó là cái vị tướng Valir thì có mặt ở đây để mà tiến hành thả diều. Đâu, đó là Gatot Kaka mỡ nhầm anh em ạ. Và bây giờ đứng thủ nhà thì chỉ còn lại hai vị tướng nữa thôi, là Lilia và kèm theo đó là Yin. Yin muốn lao ra ulti mỡ nhưng không thành công, và đó cũng là cái cơ hội cuối cùng của Yin ở trong cái trận đấu này. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về đó là cái bảng ngọc mới, kèm theo đó là vị tướng xạ thủ Irithel với set đồ mới. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.